từ đâu ông chạy qua đây? Đây ở xa cảng miền Tây. Trời, từ xa cảng miền Tây chạy qua 12 cây số. Hôm nay ông mới gắn ống sáo vô đây. Ông này ông Sáu ông tự làm hay gì đây? Ông Sáu tự làm mà chưa có miệng. Chưa có miệng hả? Ông Sáu là dài nhiêu đây? D60. À D60 chưa có miệng. Ngang 60 luôn. Chưa có miệng sao kêu được? Không có kêu nhưng mà để 31 mua hai cái miệng gắn vô. À để thử thôi. Thử nghiệm. Thế con diều sáo của ông cụ mới mới may xong này các bạn. Ông may xong con này ông may xong được mấy ngày rồi? Được 3 ngày rồi. À 3 ngày rồi đó. Bữa nay mới thả gió trên thử coi. À nay giờ thầy thả gió trên. Nay ông cột ông sáo vô thử nghiệm đúng không? Ừ. À, ông sáo. Thả gió. Ông sáo của ông cụ đâu không? Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Tuyệt vời không? Đó. Sao? Đó tự tay ông may đấy chưa? Ông may con diều này con diều thứ mấy rồi? Nếu mà từ đầu mùa từ hồi mưa tới giờ con diều này thứ tư. À thứ tư rồi đó, không ông cụ cũng tự may ra thấy chưa? Ông may con diều này khoảng hết mấy ngày xong một con không? Tuần lễ mới xong. Tuần lễ. Ông tự ra đập, ông tự vẽ đây đúng không? Tự thiết kế luôn. Đâu tự thiết kế luôn. Thấy chưa? Đường thiết kế đường may này. Đường may là đường chỉ của ông nè. Ông may bằng kim gì ông? Kim nó gọi là kim đan len. Kim đan len. À, cái kim thường không phải kim ma thường mà kim đan len. Đan len là tức là người ta đan quần áo bằng len đúng không? Chỉ len đấy. À, kim đan len nó mới lớn được. Lớn cũng lớn vừa thôi, không có lớn quá. Sợi ông chơi cộng này cộng gì ông? Sườn bằng gì đấy? Cái sườn bằng carbon. Sườn carbon hả? Một thước 55. Một thước 55. Vậy là cây này là 3m1 à? À 3m1. Dây amiyan. Mấy ly? Dây amiyan mấy ly? 2 ly. Dây amiyan 2 ly. Đó. Sườn thân bằng gì không? Cái thân thì cũng thân bằng carbon luôn. Thân carbon luôn. Rồi cây gậy gôn, nó kêu bằng cây gậy gôn, gậy gôn. À cây gậy bằng gôn. Ờ cây gậy gôn. Gôn. Đây còn sườn ông cụ ông tự cột nhá, chứ không có hàn đâu. Không có hàn ở chính giữa. Không có hàn ở chính giữa, tự cột. Đó. Đó nó hơi có gió. Trời có gió rồi mấy ông không chạy đâu. Phải có tí xíu không? Phải chờ tí xíu đi rồi. Dạ. Phải chờ tí xíu rồi đi rồi. Nay có sáo rồi mình gắn vô thử rồi mà. Ông ra bà giờ lâu chưa ông? Ra hồi 3 giờ. Ra hồi 3 giờ. Ông từ đâu ông chạy qua đây đây? Đây ở xa cảng miền Tây. Trời. Từ xa cảng miền Tây chạy qua 12 cây số. 12 cây số. Đây các bạn thấy ông cụ máu không? Chào ông lại. 12 cây số mới qua bãi diều của quận 12 của chúng ta nha. Ngày nào ông qua hay làm sao không? Ngày nào cũng qua. Ngày nào ông qua hay chưa các bạn thấy ông máu không? Trời mưa ông qua nè. Ông mang giày vô để đi chống mấy con đĩa. À chồng đó, tại vì bãi diều nó có nước cho nên nó có mấy con đĩa. Đó. À ông cụ này 70 tuổi rồi nha. Đó, ngầu không? À chơi vô. Không, nhưng mà mang giày vô là chắc ăn không. À mà đó, đôi giày của ông đó thấy chưa? Đi dài là 90.000 à. Đúng rồi, 90.000. Ông chơi diều được tổng cộng bao nhiêu năm rồi? Hồi đó giờ là 7-8 năm. À 7-8 năm, tổng cộng tiêu hao hết bao nhiêu con diều rồi? 10 con diều luôn. Hơn 10 con diều luôn. có nhiều, có con bay được, con mất. À con rồi. Bị hư con. À con này là có bộ này nghĩ là chắc thành công rồi đó ông nhỉ? Tôi có sáo nè. Ngày hôm nay ông gắn cọc sáo nè. Gắn cọc sáo để bay gió trên. Đó, cọc sáo để bay gió trên. Ủa cái chuyện này yếu quá. Cột này cho này đúng rồi, đúng rồi, ông phải cột ở trên thêm một chỗ này nữa. Đúng rồi. Nếu mà có dây đi ra cột thêm một miếng nữa. Đây, cột này cho đúng rồi. Đó. À tự may nhá. Nè, đường kim mũi chỉ nè. Đó, bạn thấy chưa? Đường kim mũi chỉ của ông. Sườn đây. Nhưng mà con diều này may cũng đủ tiêu chuẩn à. Bề ngang 3 thước thì cái bụng của nó 75. À bề ngang 3 thước đủ giờ nó đủ tiêu chuẩn cho ông. Ông thiết kế là vừa nay là ông kinh nghiệm là đủ tiêu chuẩn đúng không? Nhưng mà lớn quá thì nó cũng không được. À lớn quá cũng không được. Mà nhỏ quá thì nó lên không nổi. À tức là bây giờ là ngang 3 mét là bụng nó phải 75 là chuẩn. Từ 75 đến 78 thôi. À
75 đến 78 là ok. Rồi cái này là ông tự may tay hết đúng không? Ông tự may tay sao mà nó cân được? Ông phải đo nè, vẽ nè, phải vẽ đường giữa nè. Rồi. Phải đo hai bên rồi mới may nó. Rồi may đường được chỉ đâu? Ông lấy cự sao may? Ở dưới không? Đâu có, từ đây qua đo phải vẽ. Rồi, vẽ quá. Vẽ thì hai cái bên này nó mới đều nhau. À. Rồi còn cái đường này chính giữa nè. Đường chỉ ngay chính giữa đó. Cái đường này là cái đường vẽ ngay chính giữa nè. Rồi. Nó mới đều. Thấy chưa? Thế ông cụ nay 7 năm 10 năm kinh nghiệm chơi may diều nha, hết bao nhiêu con diều đó. Giờ con này là con thấy thành công nhất ông ạ? Con này ông thấy. Con này thấy coi như là ok nhất. Ok nhất. Mấy ảnh nói cũng ok nhất. Đúng rồi. Mấy ảnh thả diều nè. Bây giờ gắn ông Sáu vô để ngày hôm nay là ông Sáu đầu tiên để thử nghiệm đó. Rồi các bạn thấy hay thì các bạn cho ông cụ một like nha. Tí xíu nữa con diều của chúng ta nó sẽ cho thôi, mình chuẩn bị mình cho ra bãi cho nó bay cái con diều này nha. Đang đi ra bãi cho bay đây. 3 mét nha. Không có Sáu thôi. Nhưng mà diều Sáu phải có Sáu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi ông cụ chào khán giả cái đi. Rồi chào. Hẹn gặp lại.